Hello. Hello, một anh em siêu nhân mới vào nha. Chai hạt thôi, chai hạt thôi. À, đi phụ 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 đam mấy ngày không miếng tụi bay cho tụi bay mau chết. Ê, lộn phun lộn bên vậy nha. Ê, con bạc này vô hắt tiền ngon nha, tao lao có một tiền cũng ngon lắm mấy chứ. Được luôn, được luôn. Bán bạc này mua Nami vào không? Được, lấy cho ấy có cho tiền nha. Ok. Yes, sir. Ô mày có bán lợn con hả? Cái màu này giống tép của người ta, các cái gậy nè, chút ra thêm cái cùng đao nè. Ok. Tép muôn năm. Một đồ nữa. Sao? Đó, cái gậy thấy không? Nào biết cho tép rồi, nào nó hướng tới tép rồi. Ôi giời ơi, đôi gì đóng giày không ngon nha. Trang trai biển này cũng ngon nè, lấy cái này sẽ ngon nhất rồi. Cái này ngon nhất rồi. Trời ơi, bú luôn cho. Bú luôn chứ còn gì nữa mà không bú. Bú cấp luôn, bú vội luôn. Yes sir. Bạc. Ngon lắm rồi. Cái đồ này tép ngon lắm rồi. Rồi tép đúng ngon thật sự. Cô có thứ mà nhâm lấy à. Lấy đi rút luôn sao? Tại vì 4-5 tiền không thiếu đánh 3 tiền à. Có gì nó cũng hát được tiền là ngon á. Sợ nó không hát được tiền luôn, mà khi mà hát được tiền rồi đó hả thì thua cũng là bình thường thôi. Màu này màu của TF rồi, cái màu này màu của TF. À, màu của TF. Có hát tiền không? Thua cũng được mà, nhưng mà hát được tiền đó. Đủ thua đẹp. Chỉ sợ rau này lại gãy thôi. Chỉ sợ rau này lại gãy. Khi thực sự nó ngon hơn con em này. Thực sự ngon hơn anh đi này. Sao ta?
Honey này đúng là con Honey này nó thôi hơn Coffee nhiều. Nhưng mà mình muốn chịu thua không, nó bị mạnh nha, bị mạnh. Mình không bốc cấp là khi nó đét được. Tay to mặt lớn luôn hả? Ngon thế. Được, được, thua được. Cắt được tiền luôn kìa. Ok, đừng, được rồi. Có kia giết chết mày. Hay chuột ơi. Con chuột này hay, tuyệt vời. Chú thua đẹp quá. Giới chỉ thua như thế này chắc là mình phải bán con Cocky luôn á chứ. Cần cái phép đúng không? Cần cái phép. Hai cái gậy hả? Cái găng với nước mắt. Cái găng với nước mắt ngon hơn 3 tiền. Chính gậy sao? Cho nó lấy gậy đi. Không ai lấy gậy à? Ui giời ơi, bé này đủ đủ gậy rồi sao nó không lấy gậy? Được luôn. Ok. Khoan nha. Con này mình thua được nè. Này thua được luôn. Thua được luôn, ok. Em này vô sợ nó thắng đó chứ. Em này vô thắng. Con bạc đi lâu lâu hết đường đồng nào tôi đỡ không đó. Năm luôn kìa. Chữ gì sao? Ok. Giết thêm một thằng nữa được rồi, ok. Được rồi, chết mẹ win rồi. Mẹ win rồi. Phải cần đái. Nghèo luôn. Nghèo luôn rồi bay ơi bay. Có khách tiền cũng được sao? Có con bạc lâu lâu cho tiền hay chưa? Ngon chưa? Con bạc này đầu game ngon lắm chứ bộ. Cái có deal luôn à. Cái ta chịu mày luôn á. Ui rồi có deal luôn phải trái nha. Đó gì là thằng này năm rồi hả? Năm hết tiêu rồi. Ngon thế man. Cái game bà độ sao được dữ vậy? Game ác nha. Trời ơi, Neko kìa má ơi. Má cái Neko này chín nha. Neko này coi ác. Neko này chín á. Nói chung là máu như thế này, tiền như thế này là được. Tạm ổn.
pháp ở trên, dàn sao ngon luôn, dàn sao giảm sát thương có đam luôn. Ờ, tuyệt sắc giảm sát thương còn em về đam. Okay. Queen là điều hiển nhiên. Được, áo này nuôi được. Có đam. Ngon nha, lỗi này ngon nha. Ôi giờ mới bán luôn, vừa mới bán luôn, Lulu ra hai con Lulu ác nè. Chiến thần xử chứ. Cô chưa thấy nè. Hãy bán không, bán Lulu là hai con Lulu ngon nha. Lulu lên 2 sao ngon quá chứ. Ôi trời ơi, thấy thế nha. Thịt sắc Lulu. Thịt sắc ngon. Có một cái Nico lên 8 chỉ cần go được, nói chung là 8 là go hết tiền thôi, để nó bắt tướng trước người ta rồi mọi chuyện tính sao. Em này nó ghê gì ta, con bia cảm hứng nữa. Em này đỉnh đấy, Poppy của mình là tay to mặt lớn nha. Ê ê ê ê ê, má nó lùa xuống đây. Căng. Queen luôn, thậm chí là Queen luôn á. À, Queen không? Queen luôn á chứ. My Queen. Queen, Queen bằng niềm tin à. Queen bằng niềm tin cái nhăn à nhăn. Gì đấy, cái gì đấy. Có một cây gậy nha. Cần cây gậy á. Đây. Gồng giáp gai thì ngon lắm, đâu chút gồng giáp gai thì ngon đi.
cao nước gòn là đẹp. Một cao nước gòn là đẹp luôn. Xanh luôn. Không thấy con heo đâu nhỉ, không thấy con mập đâu nhỉ. Heo Ba Lan. Thằng tay kim cương này là một cái lưỡi kim cương rồi đấy. Đúng không? Một cái lưỡi kim cương á, cái thứ hai thôi bởi đang bị đâm thằng thôi. Ui trời ơi, cái này ngon chứ rồi. Cái này ngon nha. Tính ra được hai lưỡi kim cương với lưỡi vàng, một lưỡi kim cương một lưỡi vàng rồi đúng không? Đỉnh vãi, thằng tay kim cương này ác. Ok, con thôi, con thôi. Lưỡi này lưỡi gì đây? Kim sinh nữa. Đầu đó nhỏ nè, uống nước nhớ nguồn ngon nha. Thử uống nước nhớ nguồn ngon nhất rồi. Ôi ôi. Ui trời. Chưa có cái gì quên nhỉ. Có thằng mập đấy. Hát có thằng ở con thế mà không thấy thằng mập đâu nhỉ. Một thằng mập thôi mà. Căng nhỏ. Mập có đít cô, sáu đít cô, ba sắc. Cái giúp đồng luôn không? Tự đồng con này luôn. Ừ nha. Làm luôn cái giúp đồng cho nó đẹp. Quá trời đồ. Dưới canh, còn dưới canh quá. Mập nữa, thiếu cái thằng mập nhờ. Con kiếm nó có 2 sao thôi. Ù. Chiếc gồng. Thằng này cũng ngon, thằng này cũng ngon. Thằng này cũng ngon, thực sự đúng ngon luôn á. Ok. Gì mà mày lấy cần. Luôn nè luôn đi cô luôn không đi cô luôn chứ còn luôn chứ ai gì nữa còn gì đâu nữa mà ngại ngùng. Ui sợ đi lao 2 sao ngon. Kiếm cho đồ on nó cầm nữa là đẹp luôn chứ. Ok, lên chính được rồi, lên chính được rồi. Chắc chắn là lên chính được. Lên chính thì bài nào lên chính nữa. Lao thiếu đồ. Lao à. Bắn qua lít hả?
bốn lít cho tôi đi lao hả? Ăn đồ mình nhiều lắm, từ từ. Oh my god, ra luôn về bên. Mà không, em không có xứng đáng. Đây nè, bán thằng này nè, cho thằng này nè, đó. Mấy chữ man. Lady and gentlemen, bắt đầu tao combat thôi. Tao lụm á, tao từng đứa hết. Tao lụm từng đứa hết. Chúng ta có rút gồng cho nữa, bật lít 2 sao nữa, bú. Uống nước nhớ nguồn đi chứ. Mấy thằng em này nó có máu nghe rồi đúng không? Không có giúp gồng hả? Hay thế nhở? Chưa có đốt máu đúng không? Ok vậy luôn. Đáng lẽ là lên luôn á, đáng lẽ là lên chính luôn chứ. Trời ơi, có đốt máu rồi, thôi kệ không sao. Dù gì cái giáp lửa nó cũng là tanh mà. Ba Hy này mẹ quá vậy. Đẩy cái tay lên. Cái phải level 9 không vậy? Ủa má phải đang level 9 không vậy? Chỉ thề đúng rồi đó. Nếu hiểu nổi. À, level 9 thì gold con mẹ gì không có con ngâm tiền nào hết. Con mẹ gì. Đồng minh có chung tộc hệ với siêu sao nhận 200 máu và 10 tốc độ đánh. Thế okay. Với chính con như hạt. Coi kiếm. Blitz. Chơi gì lên 30 tiền cho có lắp đánh một cái Blitz tính sao nha. Giờ con Blitz phải 2 sao. Ok. Blitz đứng ở trên cầm cái đó nó chết sớm mà. Mạnh quá, mạnh quá.
Ui rồi rồi. Hiểu bạn. Ui rồi ơi. Sắp lên chính luôn. Lên chính đen cho nái. Ui rồi ơi. My god. Má ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Ngon nha. Ui sao bú rồi, bú rồi, bú rồi. Bú 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 bú. Bây giờ phải xả tiền ấy. Sáu trăm lượt thêm món on nữa đúng không? Má tôi chưa bao giờ thấy level 9 này hãm như level 9 này. Đúng hãm. Cái này cũng ngon nữa nè. Chết mẹ đi lấy Sona vô đi để mất tính nè. Sona ngon ta. Cảm giác Sona ngon hết chứ. Tuna ngon ấy. Tuna nó tăng tốc độ đánh các thương phép á, thì thiếu đam quá, tép thiếu đam quá. Thiếu đam, à mình thiếu đam. Tép không đủ đam để kết thúc á. Đam hay post này cũng không. Năng lượng 35 tốc độ đánh. Sao ta? Chơi không cả. Ba cái hơi phốp này tăng 35 tốc độ đánh. Bọn này tăng 25 mà đợi nó ra chiêu hồi lâu. Tăng nhờ. Thực sự ra chiêu lâu lắm. Sáu trăm có đồ ngon á, tháng sáu trăm có đồ ngon á, đẹp quá má. Lên level 9 mà gom mấy gì đâu không được. Init nè. Trời không có luôn. Ây. À, cây cuối cùng. Ôi mình cứ để Blitz cái đó, Blitz nó chết trước là nó mất đi cái kia rồi nè. Quên cứ cho Blitz đó nè. Hai cái giáp gai gặp ngay cái thằng đánh phép. Chữ một cái một chết mẹ luôn. Cần 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 cần. Ê nó chết nha, nó chết nha. Nó thua mình nha. Con Genis mình hại, con Genis mình hại sao ấy. Có hồi phục ấy. Ê, mày đi. Dậy đi được rồi. Dậy như đó được rồi nghe em. Uống tiệt sắc không? Uống tiệt sắc không? Được hết.
Được. Bốn tuyệt sắc được nhá. Đây, bốn tuyệt sắc nè. Wakali. Bốn tuyệt sắc là ok. Nội cho nội con dít cái trưởng thôi là tụi này muốn đi rồi. À, một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè. Rồi ép đâu, để ép làm việc đi. Ok, đi đi. Chạy top 1 thôi. Bây giờ nói chung là bán thằng này luôn cho TF nó có đam nha. TF nó quýnh bằng đam tốc độ đánh á. Nó gạt tốc độ đánh càng nhiều thì đam càng cao. Ok này. Không gom gì nữa nha, không gom gì nữa. Phải để yên im vậy, im như con chim vậy là được. Mình cảm giác là nên không mập, phải để lên trên này, để đây là đẹp. Cho con này nó sống, nó sống trước đây. Nó ca cái nổ xét đấy. Một nè, hai nè, ba nè. Ê cái gì vậy? Tụt má, nó đi xuống dưới đập luôn kìa. Ôi trời ơi, cay thế nhờ. Ôi không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, xếp bài gì không ổn rồi. Còn sống không? Ba chết, 17 máu hả? Hay quá. Đó. Sai, để sai. Để sai, để sai. Đứt gồng. Đứt gồng, đứt gồng. Tài ta phép không mà không lấy đứt gồng. Âm tay. Rồi phép dữ chưa? Rồi tự thử phép dữ chưa? Nè. Gà thôi. Vậy đi cho chắc anh em ơi. Không lên được mấy này hay sao? Không cần đam này lắm. Cho bé mới có tốc tấn cái. Má, nãy con gì nó lòn xuống dưới đánh vãi đái. Nổi rồi. Má, nó quăng cục thế mà. À, ăn được. Được không? Ăn được chứ. À. Ok, từ cho Unit ha. Anh này nhìn ngầu quá vậy ta. Trời ơi, nó gò nát kìa. Không, mình ăn được. Mình thắng được. Chắc chắn là thắng được đó. Cứ để im như vậy là thì qua đây mày còn chết trước, chết sớm nữa. Không, mình hai cái giáp gai. Mày không có việc. Có việc thì đi. Bóc lên, trời ơi. Đi. Ôi, tên sống đi. Ôi trời. Ôi trời ơi, được có mắc top 1 nha.
anh thu này lại có chín này. Thằng này bà này không có cái gì để ăn mình được luôn. Hồi nãy nó thắng là tại vì nó được nó lòn xuống dưới. Bây giờ mình bích đường rồi, bích cái đường lòn nó rồi. Mấy hai sao cũng ngon. Đáng con trẻ mà 84 tiền lên cấp. Tanh đủ rồi. 84 tiền up cấp hả? Thêm tí tanh nhưng mà TF mắc mắc tốc độ đánh, 30 tốc độ đánh. Có được cái tanh hên nó CC đường cái cũng ngon á. Ôi cô này CC đường cái là bén đó chứ. Hết lòn xuống rồi, nãy lòn xuống hên thắng mình chứ giờ đâu có lòn xuống được. Lòn xuống thì đi, ai đi em đi. Ôi trời, tưởng thao mát con Genis nó chết rồi, con Genis nó chết rồi chứ. Ôi trời ơi, hên cần có cái đầu lạnh nha.